Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang xem chương trình thời sự ngày hôm nay do đội ngũ ban biên tập Sài Gòn News thực hiện. Kính chúc quý ông bà, cô chú và anh chị em luôn được khỏe mạnh, được bình an và luôn luôn hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, đội ngũ Sài Gòn News mong quý vị bấm like, bấm chia sẻ video này giúp kênh lan tỏa tới nhiều quý khán thính giả hơn nữa. Và mong quý vị bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ bản tin nóng hàng ngày. Và sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay thần bài Donald Trump quá cao tay, xoay thím đèn Letitia James như chồng chóng. Thống đốc Florida DeSantis ký dự luật hạn chế trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội. Thống đốc Kevin Newsom đối mặt án trục phế khi hàng triệu người dân California bắt đầu thu thập chữ ký bãi nhiệm. Và sau đây là phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, chỉ trong nháy mắt, ông thần bài Donald Trump đã có ngay 3 tỷ rưỡi đô. Nếu cần nửa tỷ để trả cho con mẹ đen Letitia James, thì ông cấm một số cổ phiếu của ổng thì cũng xoay sở được nhưng ông không làm ông để cho mẹ đen siết nhà chơi tôi thấy giờ ổng cũng không cần bất động sản khách sạn sòng bài sân gốt giờ hết ăn rồi ông ôm chứng khoán cho nhẹ nhàng mà nếu điểm thăm dò của ổng lên thì chứng khoán sẽ lên đó là thương hiệu trump cái mạng xã hội của ổng ít người dùng so với các ông lớn như facebook hay X thì thua xa một trời một vực nhưng ông được tình cảm của người dân lúc này làm sao giúp ổng được đây thôi thì cứ cái mã số đi là mua mua để giúp ổng, mà nếu muốn lấy lại tiền thì bán, lỗ chút đỉnh cũng được thôi. Nhưng đa số người mua đều không bán dù có lời. Quá tình khi thấy ổng bị tòa New York oánh bậy, người dân căm tức, chứng khoán đi DJT vọt lên. Bữa nay là 42 đô, rồi sụt xuống 36. Hồi năm ngoái có hai mấy đô. Các tỷ phú bạn bè ổng chỉ cần ra tay mua một mớ, xem như giúp ổng mà không sợ dị nghị. Tôi gọi dưỡng là sư phụ, tính toán như thần. Ông mất 500 triệu, thu lại tiền vô mấy tỷ, chưa kể là lấy lại cái tiểu bang New York về tay Cộng Hòa, điều đó có thể xảy ra. Ngày mai, chắc bà đen xí cái sân góp và mấy cái biệt thự trước, đem bán coi được bao nhiêu. Sau đó là Trump Tower, cả thế giới sẽ rúng động. Tôi không nghĩ đảng Dân Chủ có lợi trong vụ việc này, vì đây chỉ là án dân sự, không cản được bước chân của ổng. Họ cần kết tội hình sự ổng. Bây giờ phải trông vào các phiên tòa khác, nhưng chỉ còn 200 ngày nữa là bầu cử. Không biết có kịp hay không. Trong thời gian đó, tin tức lúc nào cũng có cái tên Trump. Đó là lợi thế lớn mà không ứng cử viên nào có được. Hôm thứ Sáu, dựng lên mạng phát biểu rằng nhờ chăm chỉ làm việc mấy năm qua, ông cũng có được 500 triệu tiền mặt. Ông để dành tranh cử. Quỹ tranh cử của ông toàn dân nhà nghèo đóng góp, không có các đại gia biết tết. Giấc này mà lấy tiền đó dân cho mẹ đen thì không có gì ngu bằng. Đồng tiền nó liền khúc ruột. Tranh cử ở Mỹ mà hẻo đô la là rất chắc. Ông có làm bộ đi vay, nhưng vay thì phải trả. Lại mẹ nó đẻ lại con. Không thể trúng kế bọn dân chủ, ông sẽ chọn cách để chúng siết nhà, tôi đoán như vậy. Sát giờ khóa sổ, đám bộ sầu New York có vẻ bấn loạn, cũng trùng chứ. Xưa nay chưa có cái chuyện này xảy ra ở Mỹ bao giờ. Nợ nhà băng không tiền trả thì luật cho siết nhà, nhưng đây ông không nợ nần ai. Chỉ là một án phạt tự họ đặt ra, rồi họ nói ông thiếu nợ. Trong một tháng phải xoay nửa tỷ nhưng không được vay tiền ở New York. Đừng làm khó nhau chứ. Còn mấy tiếng đồng hồ nữa, tôi tin là có giải pháp mà phần thua thuộc về con mẹ đen ăn cướp dưới 950 đô thì ok, ăn cả tài sản người ta không trôi đâu, nó là giọt nước tràn ly. Đài GNN tiên đoán như thần, ăn đứt mấy cái đài xứ Mỹ, bà con phải cho một like nghe. Tôi nói rằng khi đến hạn, ông Dượng sẽ không thèm đóng tiền để cho mày siết nhà chơi. Quả thật, đám tòa New York bấn loạn, vội vàng phải ra phán quyết khác, chứ không sẽ vô thể nói mà làm không được. Con mẹ đen quê sắp mặt, ráng tuyên bố vớt vát. Nhưng cấp cao hơn họ hiểu rằng Mỹ mà làm vậy là cả hệ thống tư bản sụp đổ, bác bai lắc đầu, dọa thằng chả vậy đủ rồi, lấy được tiền của tỷ phú, coi bộ lên hỏa tinh dễ hơn. Tội nghiệp mấy đại sứ Sa, đám hoàng bi và mấy tên khác nữa chưng hững, đang đổi đề tài, toàn đám tự xưng giáo sư hay luật sư mà trí tuệ như con thỏ, không nhìn được thế sự thăng trầm hoặc chính trị là cái gì. Chính trị đâu phải là một cá nhân, nó là một phong trào. Thí dụ như nước Mỹ tiến bộ như hỏa tiễn, nhưng có nhiều thành phần dân chúng bị bỏ rơi ở phía sau. Ông Trump là người nhìn thấy điều đó, còn bao nhiêu thằng khác không nhìn thấy. Chúng lo chuyện trên mây. Ông đã làm sao đó mà những thành phần bị bỏ rơi, chọn ông làm đại diện cho họ. Dĩ nhiên, ông phải có chính sách hợp lòng họ và họ tin là ông sẽ làm được. Họ đâu cần một ông thánh hay cần một ông dẻo miệng ngọt ngào. Con mắt nhãn quan chính trị là ở chỗ đó. Tiếc rằng số người có con mắt như CNN ít quá. Cha thẩm phán tóc xù nói cho đỡ tuổi rằng trước sau gì Trump vẫn phải trả 500 triệu, chả không biết chả chỉ là tép riêu trong cả hệ thống tư pháp xứ này tôn trọng nhau quyền ai người nấy làm nhưng làm bậy thì vẫn còn cấp trên ông trump biết vậy nên không sợ thuyết âm mưu còn cho rằng cái vụ tòa này tòa kia là do ông trump tạo ra ngẫm lại thấy cũng khá đúng đúng theo cái kế của ông thật sự những khó khăn của ông trump chưa vơi bớt vừa đấu đá với dân chủ còn phải đấu đầu trong chính nội bộ của đảng cộng hòa ông ở đâu nhào vô làm cái đảng xấu trộn Ông hiểu rằng muốn làm được việc thì cũng phải có số đông trong đảng ủng hộ, mà muốn vậy thì phải theo nguyên tắc, không hợp là lóc. Dân chủ ngoài quần chúng, chớ trong là đảng và độc tài. Người trên nói, người dưới phải nghe rầm rấp, thì đảng mới mạnh. Ông đã có bài học những năm qua, lần này ông làm việc bài bản hơn, chuyện nhà của ông có thể khép lại được rồi. Những bài kế tiếp trên sẽ bình luận về cách xây dựng đảng Cộng hòa của Dượng. Đây mới chính là điều ta thấy ông thật lợi hại. Cũng dễ hiểu rằng mấy cha bình luận ở Bosa hoặc gần đó chỉ là những con tép, con cá lồng tông. Người ủng hộ dượng trong đầu năm nay nhận nhiều tin vui. Chính ông bà ở tối cao pháp viện cùng một ý cho một phán quyết đúng đắn, có lợi cho uy tín ông Trump và phiên tòa ở tiểu bang đảng Dân Chủ này bị thúi. Bà con có thể thấy người theo phe Dân Chủ ngao ngán như thế nào. Cũng phải thôi, mới qua Covid, dân tình điêu đứng mà lãnh đạo chỉ biết lo về khí hậu với lại môi trường hay là bình đẳng giới tính bla bla. Ông Dượng mới trở lại nhóm 500 tỷ phú toàn cầu. Ông chỉ có đầu 6 tỷ đóng 175 triệu thế chân thì ổng dư sức. Tôi nói ổng đổi ra giấy một đống, đem bao tải chở tới cho mấy cha tòa án đếm chơi. Ổng lời quá lời. Quảng cáo TV vào giờ vàng là mấy chục ngàn đô một giây. TV cả nước quảng cáo cho ổng cả mấy tháng nay không được xu nào. Bà Nick khi hết tiền là mất bị không còn, sủi tâm. Bác Biden giờ không té ngã thì cũng không ai nhắc nhở. Các bài viết mà không có tin vui về ông Trump là đố ai đọc. JNN do trên nên có bài liên tục, càng về sau càng hấp dẫn. Nhờ dưỡng mà có hứng viết bài bấy lâu, chứ viết ba cái chuyện yêu đương vớ vẩn, uổng phí cho cái cuộc đời sắp hết của chúng ta. Như phim bộ, tập này hết ta chờ tập mới. Đón xem và ủng hộ JNN. Cảm ơn. Thống đốc Florida DeSantis ký dự luật hạn chế trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội Thưa quý vị, Thống đốc Đảng Cộng hòa Florida Ron DeSantis hôm thứ Hai, 25 tháng 3, đã ký một dự luật áp đặt các hạn chế đối với việc sử dụng mạng xã hội của trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên. Theo luật một số nền tảng truyền thông xã hội có thể không cho phép người dùng dưới 14 tuổi tạo tài khoản. Nó còn yêu cầu các trang web đăng tải một số loại nội dung nhất định, xác minh độ tuổi của người dùng và ngăn những người dưới 18 tuổi truy cập nội dung của họ, Politico đưa tin. Cơ quan lập pháp tiểu bang đã thông qua dự luật vào đầu tháng 3, sau khi ông Santis phủ quyết phiên bản trước đó vì lo ngại việc dự luật hạn chế quyền của phụ huynh. Phiên bản cuối cùng của luật cho cha mẹ quyền phê duyệt quyền truy cập của trẻ em 14 và 15 tuổi vào nội dung mà phiên bản gốc giới hạn ở độ tuổi 16 trở lên. Theo hãng tin AP, luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Chủ tịch Hạ viện Florida Renner trong lễ ký dự luật đã nêu bật mối lo ngại của mình rằng các nền tảng trực tuyến đang sử dụng các tính năng gây nghiện để thu hút những người dùng internet chưa đủ tuổi tham gia sử dụng không lành mạnh. Ông nói một đứa trẻ đang trong quá trình phát triển trí não không có khả năng biết rằng chúng đang bị cuốn hút vào những công nghệ gây nghiện này, cũng như không thấy được tác hại và tránh xa nó, và vì điều đó chúng ta phải can thiệp. Đạo luật này đã thu hút sự giám sát chặt chẽ từ những người ủng hộ truyền thông và các nhóm thương mại về những lo ngại về quyền tự do ngôn luận. Chủ tịch Hạ viện Florida Paul Rainer cho rằng bang đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng mọi thách thức pháp lý đối với luật pháp. Thống đốc Gavin Newsom đối mặt án trút vế khi hàng triệu người dân California bắt đầu thu thập chữ ký bãi nhiệm. Kính thưa quý vị thân mến, tờ Teddy Kohler đưa tin, một bản kiến nghị bãi nhiệm mới nhắm vào thống đốc California Kevin Newsom đã được bật đèn xanh cho việc thu thập chữ ký, đánh dấu một nỗ lực mới nhằm phế truất ông ta khỏi chức vụ. Bản kiến nghị được Ngoại trưởng Shirley Weber phê duyệt hôm thứ Ba, tạo tiền đề cho một biến động tiềm tàng trong bối cảnh chính trị của Golden State. Được tổ chức bởi Rescue California, bản kiến nghị trích dẫn một loạt bất bình chống lại Newsom, bao gồm những lo ngại về tài chính công, các chính sách về nhập cư, an toàn công cộng, thuế, quản lý Covid-19 và tình trạng vô gia cư. Theo bản ghi nhớ công khai của Weber, bản kiến nghị phải thu được 1.311.963 chữ ký hợp lệ, tương đương với 12% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Dữ liệu từ cuộc điều tra dân số Hoa Kỳ nêu bật bối cảnh kinh tế, cho thấy sự sụt giảm 75.400 cư dân nộp thuế ở California trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023. Các nhà phê bình, bao gồm cả Recon California, cáo buộc Newsom ưu tiên tham vọng cá nhân hơn phúc lợi của bang, chỉ ra thâm hụt ngân sách 68 tỷ USD ngày càng tăng, và bị cáo buộc phân bổ sai quỹ cho việc chăm sóc sức khỏe cho những người nhập cư không có giấy tờ. Theo báo cáo của Colmader, quỹ đạo tài chính của California đã chứng kiến sự đảo ngược hoàn toàn chuyển từ thặng dư 97,5 tỷ USD vào năm 2022 sang thâm hụt 31,5 tỷ USD vào năm 2023. Giữa những thách thức này, thống đốc Newsom đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng đối với khả năng lãnh đạo của ông.